chương không một bắt đầu mô phỏng. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương không một bắt đầu mô phỏng, cầu cất giữ, lâm tương huyện thành Tây Lê Hoa ngõ hẻm đúng lúc gặp buổi chiều, mặt trời vào đầu, sóng nhiệt cuồn cuồn. Tiếng người huyên náo đường đi dần dần an tĩnh lại, hai bên trên cây liễu ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng ve kêu. Hai bên đường phố trà lâu, tử quán, hiệu cầm đồ, buôn gạo cửa hàng mọc như rừng, hai bên trên đất trống có không ít mở ra dù tiểu thương phiến. Một tuổi trẻ thanh y tạo lệ, đang nằm tại một tấm trên ghế trúc chập mắt, đỉnh đầu một cái bố màn trướng tạo hình độc đáo, nhàn sắc tiên diễm, phía trên chữ càng là làm cho người cảm giác mới mẻ. Thỏ nhỏ ai ra, đem cửa nhỏ mở một chút, nhanh lên một chút lái một chút, ta phải vào tới. Một cái hẹn 4,5 tuổi, ghim hai đầu bím tóc sừng dê mà tiểu nha đầu, một đường năm nga, lanh lợi, chạy đến phụ cận hét lớn một tiếng. Ha! Bắt trọng nha! Ha ha ha! Khanh khách! Nói còn chưa dứt lời, tự mình liền bắt đầu nở nụ cười. Tay nhỏ thuần thục tại tủ gỗ ống trúc bên trong lấy ra một cái thăm trúc, theo trên quầy từng cái gói kỹ lá sen bên trong, ghim lên một khối ánh vàng rực rỡ, béo ngậy đồ ăn. Nhanh chóng nhét vào tự mình miệng nhỏ, răng rắc răng rắc nhai lấy, một cổ mê người mùi thơm phát ra ngô tiêu dịch trở mình lộ ra phía sau một cái bắt chữ mắt cũng không mở nhếch miệng lên trêu ghẹo nói ta hôm nay nghỉ ngơi bắt cái gì trộm nhà nhà ngươi mỗi ngày ăn cũng không phiền a à. đỉnh đầu hắn cái kia màu vàng bố màng trướng bên trên viết mặt to gà rán bên cạnh còn có bốn chữ lớn mua một tặng một khanh khách làm sao lại như vậy ta cảm thấy dịch ca ca làm gà rán là thiên hạ rất ăn ngon đồ vật tiểu nha đầu nói chuyện, lại từ lá sen bên trong ghim lên một khối gà rán đưa vào bên trong miệng. Dường như cảm thấy lời nói mới rồi cường độ không đủ, khuôn mặt nhỏ dương lên, ưỡn ngực lên, chân thành nói. Sao mẹ ta làm đậu hoa cùng trứng luộc nước trà cũng ăn ngon? Nhà nhà, ta cũng nói ngươi bao nhiêu lần, ngươi dịch ca ca gà rán nhưng là muốn bán, không phải chuyên môn cho ngươi ăn. Ngươi đứa nhỏ này, liền không nghe lời. Một cái mang theo vây eo, trăm mận váy vải nữ tử theo bên cạnh cửa hàng bên trong đi tới bên trong miệng khiển trách nhìn thấy nữ tử tới tiêu dịch lập tức ngồi dậy cười ha hả nói ra không có việc gì tẩu tử ngươi không cần phải để ý đến nhưng nha nha ăn đi nàng cái kia bụng nhỏ lại có thể ăn đi bao nhiêu ta đã cho trần thẩm nhi đã thông báo ta đến nha môn ứng mão lúc nha nha tới tùy tiện cầm tùy tiện ăn ai tiểu dịch a à, ngươi liền nuông chiều nàng đi nữ tử lộ vẻ có chút bất đắc dĩ, nhìn xem hướng tự mình làm mặt quỷ nữ nhi, vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này nữ tử họ bạch, danh tự không tốt nghe ngóng, mọi người đều xưng bạch nương tử. Trượng phu chết sớm, cùng độc nữ cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Đây đều là tiêu dịch theo hàng xóm láng giềng trong miệng nghe được, dù sao ở chung ba thời kỳ, hắn chưa từng nghe qua bạch nương tử nhắc qua trượng phu. Bạch nương tử mẹ con dựa vào một cái đậu hoa cửa hàng duy trì sinh kế, về sau còn bán một chút cái khác ăn uống, như trứng luộc nước trà, tấm sắc đậu hũ, trứng gà quán bính các loại. Tẩu tử, ta cho ngươi ra chủ ý thế nào? Không đợi đối phương trả lời chắc chắn, tiêu dịch liền đã dương dương đắc ý nói. Ta cứ nói đi, cái này mùa hè lớn, đến một bát dùng nước giếng ướp lạnh qua tàu phớ, tưới chút nước ép ớt, ngược lại điểm giấm, lại đến hai cái trứng luộc nước trà, tuyệt đối là hoàng đế hưởng thụ suýt đừng nói mò xem chừng chút họa nữ tử một mặt khẩn trương gấp giọng nói nhìn trước mắt nữ tử thần thái tiêu dịch trong lòng không khỏi dâng lên một vòng kinh diễm cảm giác mặc dù trăm mận vấy vải nhưng mảy may khó nén hắn phong thái khó được nhất là trong lúc giơ tay nhấc chân lại có một cổ ung dung hoa quý chi khí cái này rất không tầm thường nàng vốn là một gốc tuyết liên lại như cỏ nhỏ còn sống. Đáng tiếc. Tiêu dịch trong lòng một tiếng thầm than. Không biết là vì bạch nương tử cảm thấy tiếc nuối, vẫn là vì đó trượng phu, hay là cái khác. Ha ha, tẩu tử ngươi chớ khẩn trương, ta vừa nói chơi, chỗ này liền chúng ta ba, ai còn có thể đi mật báo thế nào? Hắn một mặt không thèm để ý, vừa cười vừa nói. Vậy cũng không được, ngươi bây giờ là công môn bên trong người, hơn thích hợp tâm họa từ miệng mà ra. Tiêu dịch liên tục khoát tay, đổi chủ đề. Tẩu tử, thái bạch lâu sổ sách kết sao? Bạch nương tử khẽ vuốt cầm, từ hông trên hệ trong ví, lấy ra mấy hạt bạc vụn, đưa tới. Ừm, ta đang muốn cho ngươi đâu, nghe nói lần này thái bạch lâu quý khách đối ngươi gà ráng, phi thường hài lòng. Thật sự là đa tạ ngươi a, à, ta cũng dính ngươi ánh sáng, tàu phớ cũng nhiều bán đi hơn mấy chục bát. Tiêu dịch khóe miệng mỉm cười, có chút tự dễu nói cùng ta còn khách khí làm gì? Tẩu tử, nếu không phải ngươi, ta đã sớm chết đói đầu đường, hiện tại đoán chừng một phần cỏ cũng hai thước sâu. Hắn kỳ thật cũng không phải là thế giới này người, địa cầu thế kỷ 21, 996 có phúc báo thời gian qua hảo hảo. Chẳng biết tại sao. Xuyên Việt rồi, đi vào lâm tương huyện ngoài thành một cái vứt bỏ trong thổ địa miếu. Người xuyên Việt, tự nhiên chí khí thẳng tới trời cao, làm một phen kế hoạch lớn bá nghiệp. Cho nên, hắn quả quyết cự tuyệt ngoài thành một chi tên ăn mày đội ngũ mời chào, ngang đầu ưỡng ngực, đi vào lâm tương huyện cửa thành. Nhận lời mời gia đình, thân phận không rõ người, không cho thu nhận. Nhận lời mời khuân vác, trường kỳ á khỏe mạnh hắn, thật chỉ còn lại trói gà lực. Liên tiếp vấp phải trắc trở. Tại trải qua bạch gia đậu hoa cửa hàng lúc, rốt cục đói bất tỉnh trên mặt đất. Hiện thực đánh đập, nhưng hắn minh bạch, một phân tiền thật có thể chẳng lẽ anh hùng hắn. Xuyên qua đầu tiên muốn theo, có thể ăn no làm lên. May mắn hắn trước kia yêu thích mỹ thực, có một tay xuất sắc làm gà kỹ thuật, tại bạch nương tử trợ giúp dưới, có tự mình sạp hàng nhỏ. Mặt to gà tráng, chính thức khai trương. Lại lấy một tay, mua một tặng một, tao thao tác, sinh ý rất nhanh có khởi sắc, thời gian cũng qua khá hơn. Thế nhưng là, hắn đối bây giờ thời gian lại cũng không hết sức hài lòng. Phi phi phi, tận nói mò. Bạch nương tử đôi mi thanh tú cau lại, giận một câu, quay người ly khai. Tiêu dịch lại tiếp tục nằm xuống, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Ba năm. Hắn đã hoàn toàn dung nhập cái thế giới này, đối với nơi này có không ít hiểu rõ. Cái thế giới này, có Bắc Ly, Tây Tần, Nam Sở, Tam Quốc Đỉnh Lập, góc cạnh Tương Hổ. Nơi đây là Lâm Tương Huyện, Nam Sở, lạc xa quận tiếp theo huyện nhỏ. Mấu chốt nhất là, nơi này võ đạo hưng thịnh, vũ lực là lập quốc gốc rễ. Phi hoa trích dịp đều có thể đã thương người, có cây trúc thạch cùng nhưng vì kiếm, nhất vĩ độ giang, vượt nóc băng tường đều là thông thường thao tác. Mà lại nghe kể chuyện người nói, còn có cao thủ tuyệt thế có thể phá núi đoạn sông, lên trời xuống đất, trảm yêu trừ ma. Cái này rất kích thích cái nào nam hài tử theo xem chừng bên trong không có một cái nào mộng giang hồ huyễn tưởng tự mình thiên hạ đệ nhất duy ngã độc tôn hiệu lệnh giang hồ không dám không theo thế là ba năm này hắn cũng đang vì trở thành một tên võ lâm cao thủ mà phấn đấu chờ mong kiếm khí tung hoành tám vạn dặm nhất kiếm quan hàng thập cửu châu kia một ngày lúc này vẫn ăn quên cả trời đất nha nha chỉ vào nơi xa đi tới hai cái thanh y tạo lệ kêu la dịch ca ca ngươi xem, bản thông báo lại muốn dán thông báo. Từ khi hai tháng trước, tiêu dịch trở thành một tên thanh y tạo lệ sau. Nàng mỗi ngày chú ý tới đông nhai miệng cái kia bản thông báo. Nhà ai trâu ném đi? Nhà ai quần áo bị trộm? Nhà ai lão bà chạy? Tiểu nha đầu môn rõ ràng, đều là nàng dịch ca ca đem những cái kia bản án cho phá. Trên ghế trúc đang suy nghĩ lung tung tiêu dịch, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng đột nhiên ngồi dậy. Nha nhà nhà, ngươi tại cái này chơi đi, ta đi xem một chút. Vứt xuống một câu, liền vội vội vàng hướng phía đông nhai miệng mà đi. Lần này đừng có lại là lông gà vỏ tỏi, cậu thí suối quậy phá sự, mỗi lần cũng đại tài tiểu dụng, uổng phí hết ta bảo bối. Tiêu dịch âm thầm cô. Đông nhai miệng bản thông báo đây là từ huyện Nha Thiết Trí, dùng để công bố một chút chính lệnh, cùng trong thành lớn nhỏ dân sự vụ án mùa hạ buổi chiều trên đường người đi đường thư thất, kia hai tên tạo lợi dáng xong bố cáo về sau nơi này chỉ có mấy người vây xem thời giờ bất lợi a à, một vạn năm ngàn lượng bạch ngân trương gia lần này bệnh thiếu máu kia là hắn trương gia đáng đời mét bán đắt như vậy còn trộn lẫn có trấu cám loại này gian thương phải bị trộm. đúng muốn ta nói cái này diệu thủ không không làm cho gọn gàng vào nhìn qua hai lần nguyên lai là trong thành nhà giàu trương gia bị trên giang hồ tiếng tâm lừng lẫy đạo tặc, diệu thủ không không vào xem, trộm đi vạn lượng bạch ngân, trương gia treo thưởng tam thiên hai tập trộm. Cái này không tệ. Cái này khẳng định là cao thủ, còn có một thân xuất thần nhập hóa, xuất quỷ nhập thần khinh công, tuyệt. Đây chính là ta muốn. Tiêu dịch mừng thầm. Lập tức, hắn hai mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chầm chầm trước mặt bản thông báo, nhãn thần dần dần, dần trở nên lỗ trống bắt đầu mô phỏng. Ngày đầu tiên, diệu thủ không không, giấu kín tại trong thành thái bạch đường phố, phía đông thứ ba hộ nhà dân. Ngày thứ hai, diệu thủ không không, luyện công nóng lòng cầu thành, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch câu thương, công lực mất hết. Ngày thứ ba, diệu thủ không không, vì chữa thương khôi phục công lực, đến hồi xuân đường mua thuốc. Ngày thứ tư, diệu thủ không không, giấu kín tại trong thành thái bạch đường phố, phía đông thứ ba hộ nhà dân ngày thứ năm, diệu thủ không không, giấu kín tại trong thành thái bạch đường phố, phía đông thứ ba hộ nhà dân. Ngày thứ sáu, diệu thủ không không, đến danh y quán mua thuốc, trên đường vô ý đụng vào một cái du côn, bị ra sức đánh một trận. Ngày thứ bảy, diệu thủ không không, giấu kín tại trong thành thái bạch đường phố, phía đông thứ ba hộ nhà dân. Ngày thứ tám, diệu thủ không không, giấu kín tại trong thành thái bạch đường phố, phía đông thứ ba hộ nhà dân. Thứ 40 ngày, Diệu Thủ Không Không, thương thế có chuyển biến tốt đẹp, buổi tối tới đến thịnh vượng sông bạc, giết chết một cái du côn. Ngày thứ 60, Diệu Thủ Không Không, thương thế chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa, bởi vì tiền tài không đủ, chui vào thẩm gia ăn cắp, bị thẩm kiếm thuyền phát hiện, bị bắt. Thứ 61 ngày, Diệu Thủ Không Không âm thầm sử dụng bí pháp, tiêu hao tiềm năng, thương thế khôi phục, đã thương thẩm kiếm thuyền, bỏ chạy. Ngày thứ 90 diệu thủ không không tìm ẩn tại lạc già sơn, an dưỡng thân thể, khôi phục thương thế. Hồ tiêu dịch tâm thần trở về, nhãn thần dần dần khôi phục thanh tĩnh, nhếch miệng lên một vòng đường cong, quay người rời đi. Trở lại gà ráng trải, nghĩ đến mới vừa mới nhìn đến nội dung, tâm hắn nghĩ có chút phiêu hốt. Hệ thống Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong đầu lập tức xuất hiện một cái bản. Vô hạn mô phỏng, thôi diễn tương lai, trước mắt có thể dùng số lần không mô phỏng lúc dài. Tháng 3 bản rất đơn sơ, liền danh tự cột cũng tăng thêm, mới chỉ có 3 hàng. Nhưng Tiêu Dịch hiện tại đối với cái này rất hài lòng, hắn cảm thấy cái hệ thống này, hạng mức cao nhất rất cao, có vô hạn khả năng chờ đợi đào móc. Mới vừa xuyên qua tới lúc, trong lúc vô tình phát hiện trong đầu có thêm một cái hệ thống. Nhưng vô luận như thế nào nếm thử, thử vô số loại phương pháp, đều chỉ có một cái nhắc nhở. Trước mắt hệ thống ngay tại lắp đặt, thỉnh kiên nhẫn chờ. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.